Rồi, Lương Thiện chuyến đi về miền Tây để thả cá tận nhà, một em lóc hoàng đế ở hoặc không lóc hoàng đế dành cho bạn miền Tây. Thì đây chính là bạn Tuấn, là một người anh mà dẫn dắt bạn miền Tây vào con đường gọi là nghiệp cá lóc. Đâm ra bạn bạn miền Tây bảo là phải đến nhà anh Tuấn, phải đến nhà Tuấn báo anh Tuấn mới được. Thì bây giờ mình đang có mặt tại nhà bạn Tuấn và mình sẽ review cho anh em cái con cá lóc vảy rồng vàng rất là chất lượng của bạn Tuấn đang nuôi các bạn nha. Đây là một bé lóc vảy rồng vàng. Đó, ok Tuấn, chào Tuấn nè. Rồi ok em. Em nuôi bé cá này là bao lâu rồi? Dạ em nuôi chắc hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm mà. Lúc lúc đó nó sai bao nhiêu? Nó sai khoảng 25-26. Ồ, mau lớn rồi. Em cho ăn gì mau lớn rồi? Em cho ăn nhiều, em ăn tép nhiều. Đa số là tép. Tép là tôm à, tôm lục hay là tép? Tép rồi em bỏ ăn đông tủ lạnh thôi. Tép nhỏ, tôm nhỏ chứ. Tôm nhỏ. À tôm nhỏ mà không lục gì hết. Không lục gì. À cứ thả đại đúng rồi. Cá lóc thì đây còn cá sung lắm bạn này. Đó, thấy chưa? Ngầu ha, đúng là nhìn ngầu thật, ngầu quá ngầu luôn. Ù cắn táp cá. Ù. Mê không? Vừa lần nó táp lại cái bong bong nước nó lên nhìn phê lắm anh nè. Đó, thấy không? Đây, con này thì rất là đẹp nha. Con này thì kỳ đồ cũng ok, màu sắc thì tuyệt vời rồi. Đây, có một cái là có vẻ hơi mập thôi. Như ăn hết cô chủ hay sao? Đây chủ nhân thì hơi hơi còm còm. Chủ nhân thì hơi còm còm. Cái cá thì có vẻ bụng hơi lớn. Ăn uống nhiều quá đó. Cố gắng giảm cân nha con. Đây. Ok, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, dân miền Tây nha. Miền Tây đặc sản gọi là cá rồi. Còn bây giờ gọi là chơi cá lóc biển cũng phải là VIP như này nữa. Miền Tây mãi đến nhà.